Làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn ạ. Ok. Cái tay nó. Lên bảo người giàu đưa chị 5.000 để ok. Ok. Nhớ. Lâu lên bảo người giàu đưa cho Quỳnh Anh 5.000. Bây giờ là có hai người giàu đấy. Người giàu bên mình không, người giàu bên nhà kia cút. Bước mặt điên với. Đang nhớ rồi từ cái hộp trong khe thằng hay là người nhắn tin với nào á. Từ cái hộp đây trở đi là nó nhắn tin nó không ghét là nó tạm tạm cái gì. Dạy 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 thằng Năng từ với nó học từ ok 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 mấy từ nữa đi ok 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 đây đây mọi người ơi, bây giờ sẽ làm màu hồng mày đỏ màu ra kia. Như vậy mình tô màu xong bạn nè. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng
làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nha. Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Đây còn lấy cho mà. Đây. Ơi, đi vào cậu. Đấy à. Ok. Ok. Như vậy mình tô màu xong rồi các bạn nha.